cuốn thư câu đối Đức Lưu Quang, cuốn thư đục sắc nét tới từng chi tiết, dát vàng 24K Đài Loan cao cấp, mẫu cuốn thư phù hợp với không gian văn hóa tâm linh Việt. Đồ gỗ văn 6 xin trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn mẫu cuốn thư câu đối được làm trên chất liệu gỗ rổi. Chúng ta hãy tìm hiểu về ý nghĩa Đức Lưu Quang trong bộ cuốn thư câu đối và nền văn hóa tâm linh Việt. Trong nền văn hóa tâm linh Việt, người ta từng bắt gặp hình ảnh bộ cuốn thư câu đối ở trong những không gian thờ cúng linh thiêng, đặc biệt là nhà thờ họ. Nhiều gia đình dòng họ vẫn luôn giữ một nét đẹp truyền thống, đó là thờ cúng tổ tiên, giáo dục truyền thống đạo lý, uống nước nhớ nguồn. Đức Lưu Quang là đức độ tỏa sáng muôn đời, đức tốt giữ mái ánh sáng hay đức chan hòa ánh sáng. Dù là hiểu theo ý nghĩa nào, thì nghĩa gốc ở đây vẫn là sự ca ngợi chữ đức và lưu truyền chữ đức tới muôn đời sau, con cháu cùng hưởng phúc đức của tổ tông mà hưng thịnh. Chữ Đức Lưu Quang cũng được giải nghĩa như đức sáng muôn đời, đức tốt giữ mãi ánh sáng. Những lời giải thích này xuất phát từ những ý nghĩa của chữ quang, nghĩa là ánh sáng. Với ý nghĩa của hai câu đối Hoành Phi, tổ tông công đức thiên niên thịnh, tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh. Tổ tiên công đức ngàn năm thịnh, con cháu thảo hiền muôn đời vinh. Bộ Hoành Phi câu đối này có ý nghĩa là tổ tiên bao đời nuôi sống với cái đức. Với cái đức làm đầu, tích đức cho con cháu đời sau, noi theo, từ đó mà gia tộc muôn đời hiển vinh, phúc mãn đường, niên tăng phú quý. Hiểu thêm về cuốn thư, về ý nghĩa của đôi cuốn thư câu đối là gì? Câu đối cuốn thư bao gồm câu đối và cuốn thư thường dùng tại không gian thờ cúng tâm linh trong gia đình hoặc đền chùa hoặc nhà thờ họ. Câu đối gồm hai vế và hai vế của đó phải đối nhau và tạo thành một chỉnh thể mang một nội dung nào đó. Cuốn thư được treo ở chính giữa gian thờ. Cuốn thư có dạng giống như tờ chiếu vua ban gấp lại. Trên cuốn thư cũng được viết những chữ chứa đựng một nội dung tốt đẹp nào đó, thông thường là Đức Lưu Quang, Phúc Lộc Thọ, Phụng Tổ Đường. Cuốn thư câu đối thông thường được đục bằng gỗ. Các loại gỗ tốt nhất để đục cuốn thư câu đối là gỗ mít, gỗ hương, gỗ cụ và gỗ rổi. Cuốn thư câu đối được đục theo các chủ đề như rồng phượng, tứ linh, mai điểu. Trước đây, câu đối thường được dùng phổ biến tại các vùng nông thôn và các nhà thờ họ. Tuy nhiên, ngày nay ở thành thị, người ta cũng bắt đầu dùng những cuốn thư câu đối để trang hoàng cho không gian thờ cúng tâm linh thêm phần trang trọng. Vậy chúng ta nên hay không nên dùng cuốn thư câu đối gỗ rổi? Một câu hỏi mà không ít người ta đã từng quan tâm và đặt ra, nên hay là không nên dùng cuốn thư câu đối và đối tượng như thế nào chúng ta nên sử dụng? Và câu trả lời là nên dùng cuốn thư câu đối trong không gian thờ cúng với quy mô gia đình, nhà thờ dòng họ hay đền chùa. Trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên thì Hoành Phi câu đối đã trở thành những vật dụng không thể thiếu. Nó không những làm không gian thờ cúng trở nên sang trọng hơn mà còn thể hiện những mong ước truyền tải về cuộc sống. Các mẫu cuốn thư câu đối phù hợp với các truyền thống dân tộc, thấm đẫm tinh hoa văn hóa bản sắc tâm linh Việt. Mẫu cuốn thư câu đối cho phòng thờ nhỏ như bộ cuốn thư câu đối này mang đến cho không gian thờ cúng tâm linh trong mọi gia đình Việt thêm phần lịch sự, linh thiêng và trang trọng. Cùng với bàn thờ án gian Hoành Phi câu đối cuốn thư còn là nỗi niềm thương cho mỗi con người. Xa quê là cớ để người đi xa quay trở về với họ hàng, làng xóm, ông bà, cha mẹ. Hoành Phi câu đối trở thành vật dụng không thể thiếu trong không gian thờ tự. Nó thể hiện tài năng của con người trong việc chơi chữ và thể hiện mong ước với chữ. Những bức Hoành Phi câu đối bằng gỗ, sơn son, thiếp vàng thật đẹp và ý nghĩa riêng phù hợp với từng không gian văn hóa tâm linh Việt. Chi lý làm nghề của chúng tôi đem lại tới quý khách sự hài lòng tối đa. Vì vậy, đồ gỗ văn 6 luôn đổi mới phương thức phục vụ, đa dạng hóa mẫu mã, nâng cao giá trị thương hiệu và mang đến tới quý khách các sản phẩm chất lượng tốt nhất với giá cả phù hợp nhất. Trên đây đã chia sẻ tới quý vị và các bạn ý nghĩa về bộ cuốn thư câu đối được làm trên chất liệu gỗ rổi. Quý vị và các bạn xem video thì hãy like, đăng ký kênh và chia sẻ cho Đồ Gỗ Văn 6. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.